Xin chào chị em nhé. Hôm nay bên em sẽ khui một kiện hàng mới về nhé. Nhỏ nhỏ xinh xinh này thì khả năng là máy lọc nước chị nhé. Anh chị nào quan tâm máy lọc nước Yêm Kiềm thì xem video này giúp em. Anh chị nào dùng hàng nội địa Nhật rồi mà chưa dùng máy Yêm Kiềm thì chia buồn với chị nhé. Máy Yêm Kiềm là một cái đồ gia dụng quan trọng, với em nó quan trọng nhất trong tất cả các loại đồ gia dụng trong nhà mình luôn đó. Tại máy lọc nước nó sẽ liên quan đến vấn đề nước sạch, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề sức khỏe của tất cả mọi người trong gia đình. Con này có máy lọc nước gì đây? À, con này của hãng Pana nhé. Con này là Panasonic. Con này là Panasonic nhà ATK-AS30 nhé. Mấy con này đời khá là cao nhé. Khả năng là đời 27, 18, 19 gì đó. Có thể là 20 gì đó luôn. Con này là model mới bây giờ. Con này giống như là hàng sành lướt gì nhé này. Nó dùng chưa đã không thấy một tí bẩn nào luôn đấy chị ạ. Đây, bên Nhật. Con này sản xuất năm 2019 luôn này. Làm sản xuất được vài năm nữa thì xem trên dây nhé này. 2019 này. Con này còn siêu mới nhé. Nhìn là siêu mới rồi đó. À, nó có một số cái phụ kiện như là gì đây. Nước thử độ pH này bằng màu này. Một số cái lằng nhằng này đây. Máy lọc nước Yêm Kiềm thì nó rất là tốt để cơ thể chúng ta ăn uống thì nó rất dư động rất nhiều axit dư thừa trong cơ thể nhé, mà axit là cái môi trường gây bệnh. Ví dụ tế bào ung thư thì phát triển mạnh trong môi trường axit và thiếu oxy nhé. Thì bây giờ cái máy lọc nước Yêm Kiềm nó sẽ tạo Yêm Kiềm, nó có hydrogen và nó có chỉ số chống oxy hóa cao. Thì sẽ sức khỏe rất tốt nên chị hãy quan tâm máy lọc nước Yêm Kiềm nhé. Em cắm điện thử này. Đây là 156 ngày, số lít còn lại 4.986 lít nhé. Con này gần như lõi mới luôn. Lõi mới của nó là 6.000 lít nhé. Thì con này còn 4.986. Tức là còn 5.000 mới xài hết 1.000 lít à. Rồi, con này siêu đẹp, siêu mới rồi. Nó gần như máy mới nhé. Không khác gì máy mới luôn, nó chỉ không có thùng zin của nó thôi. Này, nó vẫn còn cái bằng keo dán cái lắp hộp lõi này. Đấy. 2019 luôn, lõi còn 5.000 lít, 4.980 mấy thì thành 5.000 lít nhá. Siêu đẹp, nó đúng là 2019 thì nó quá mới, quá đẹp rồi. Con này thì độ pH của nó thì ở trên phím này anh chị, đầu tiên là nước rửa mặt này, có độ pH khoảng 6.0 nhá. Nước này rửa mặt dưỡng da rất tốt này. Và nước thứ hai, nước trung tính anh chị dùng để pha sữa và uống thuốc tây. Nước thứ ba là nước có độ kiềm 8.5. Anh chị dùng uống làm quen, với những người chưa uống nước Yêm Kiềm bây giờ thì mình uống làm quen tuần đầu tiên nhé. Tuần thứ hai mình chuyển sang uống nước số 2 có độ pH 9.0. Và nước này đồng thời để nấu cơm nấu canh luôn. Uống làm quen tuần thứ hai xong thì mình sẽ uống số 3 nước 9.5. Này chúng ta uống hàng ngày, uống thường xuyên. Nước 9.5 đồng thời mình sẽ dùng để pha trà, pha cà phê nhé. Và khi chị lấy nước kiềm từ 1 2 3 này, 8.5 9.5 thì nó thải nước có độ pH axit là khoảng 4 đến 6 chấm, còn đâu khi chị lấy nước axit này nó thải nước có độ pH khoảng tầm 10.0. Bên này thì nó có một cái hộp nhỏ chúng ta bổ sung canxi nhé. Nếu mà nước nhà anh chị là nước máy nhà nước cấp thì nó không thiếu khoáng thì mình cũng không phải bổ sung canxi nhé. Còn nếu chị dùng nước giếng thì anh chị đúng giúp em là mình phải có độ pH từ 7 chấm đến 7.5 trở lên giúp em. Rồi, con máy này thì độ đẹp chắc phải tầm 95% trở lên nhé. Rất là mới luôn. Con máy này nếu anh chị nào mua nhé thì em bán cho anh chị giá là 9 triệu rưỡi, bao gồm máy này, lõi lọc zin theo máy này, một bộ lọc thô 3 lõi này, một cái đùi nguồn, một KVA để chạy cho cái máy lọc nước Yêm Kiềm này, một cái vòi khóa mùa nước cho máy này. Đấy, nói chung là mấy phụ kiện lắp đặt thì em sẽ cung cấp đủ cho anh chị nhé. 9 triệu rưỡi bảo hành anh chị 1 năm luôn, nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Trong 3 tháng đầu tiên nếu có lỗi sản phẩm thì em sẽ đổi cho anh chị một chiếc máy khác nhé, khỏi cần bảo hành luôn. Để chế độ bảo hành quá tuyệt vời nhé. 3 tháng đầu lỗi đổi khác luôn, không cần bảo hành. Rồi anh chị đã quan tâm liên hệ với em qua số điện thoại 0938174008 giúp em nhé, số điện thoại bên trên ạ. Bên em thì bán tất cả, gần như tất cả các loại máy lọc nước Yêm Kiềm của các hãng luôn, có cả máy mới và máy đã qua sử dụng nhé. Anh chị nào có tiền thì mua máy mới, còn anh chị nào điều kiện kinh tế nó hơi hạn hẹp một xíu thì mình có thể mình mua máy đã qua sử dụng giúp em. Máy đã qua sử dụng như nhà em mua đã máy đã qua sử dụng nhé, còn đâu mua máy mới thì nó cả gần 200 triệu cơ. Nên là mua máy cũ thôi, khoảng 80, hơn 80. Máy mới đắt quá chị ạ. Nên là những chị có thể là cân đối tài chính của mình. Mình có tiền thì nó thật là mình cứ mua máy mới thôi. Rồi, tổng kết lại, một chiếc máy Panasonic model TK-AS30
lõi lọc còn 4.980 mấy lít nhé, còn gần như còn 5.000 lít. 3 tấm lên cực. pH từ 6.0 cho đến khoảng 10 chấm. 4.986 nhé, coi như 5.000 luôn. Đấy, tất cả mọi thứ là bên em trước khi gửi máy cho khách, trước khi bán cho khách thì bên em đều test và vệ sinh máy rất là ok nhé, rõ ràng tất cả mọi thứ luôn. Test và vệ sinh máy này và gửi video cho anh chị cách hướng dẫn sử dụng này. Nếu chị có nhu cầu dán hướng dẫn tiếng Việt, bên em sẽ dán hướng dẫn bằng tiếng Việt ở đây cho anh chị luôn nhé. Mỗi một cái chiếc máy như vậy thì bên em đều có các cái clip ấy, hướng dẫn sử dụng chi tiết luôn. Nút này có tác dụng gì rồi thì như là đó, một số lưu ý khi sử dụng máy bên em có đều có đăng video nhé, nên chị hoàn toàn yên tâm. Và trước khi gửi máy cho chị thì bên em đều test máy luôn, test máy và gửi video cho chị. Các loại nước lấy như nào, máy ra ok, tắt nước ok thì bên em mới gửi đi nhé. Bên em thì có chế độ gửi ship hàng toàn quốc, nếu mà chị chuyển khoản 100% thì bên em sẽ bao ship bên chị nhé. Còn nếu mà chị muốn tức là anh chị mà sợ giao dịch lần đầu mà mình không tin tưởng thì mình có thể mình đặt cọc nhé, đặt cọc tối thiểu 500 ngàn giúp em nhé. Khi chị đặt cọc thì anh chị sẽ thanh toán phí ship qua dịch vụ Viettel giúp em. Đặt cọc thì anh chị sẽ, khi anh chị nhận hàng thì mình sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho dịch vụ Viettel, và anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền cho Viettel nhé. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video chưa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video mới hơn nữa. Và nếu mà anh chị nào thấy video hay bổ ích thì chị hãy like và chia sẻ video một cái giúp em. Và anh chị nào cần tư vấn về máy lọc nước hay là gì đó thì mình có thể là gọi trực tiếp cho em vào số 0938 174008 nhé. Còn nếu chị muốn tham khảo các loại máy ưu kiềm của Nhật, tham khảo giá và hình ảnh, chức năng, tất cả mọi thứ mà mình không muốn gọi điện ấy, thì anh chị có thể vào trực tiếp trang web nội địa nhật bản.net để mình theo dõi thêm nhiều video hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau.